Rạng sáng nay 4 tháng 8, Manchester City và Chelsea có trận giao hữu tại Ohio, Mỹ. Đây là trận đấu giao hữu cuối cùng của Manchester City trước khi trở lại Anh chuẩn bị thi đấu siêu cúp gặp Manchester United vào ngày 10 tháng 8, trong khi Chelsea vẫn còn thi đấu với Real Madrid 7/8, sau đó họ trở về sân nhà tại London thi đấu giao hữu với Inter Milan 11 tháng 8. Đoàn quân của Guardiola có một trận đấu trên chân Chelsea và giành chiến thắng ấn tượng 4-2, trong đó Haaland lập hat-trick. Manchester City ra sân với đội hình không phải mạnh nhất khi một vài gương mặt trẻ đã được điền tên vào đội hình xuất phát, nhưng họ vẫn dễ dàng áp đảo Chelsea, đội bóng sử dụng đội hình với hầu hết là các gương mặt của đội 1. Phút thứ 2, hàng thủ Chelsea chuyển bóng sai trong vòng cấm địa rồi phải phạm lỗi với Haaland dẫn tới quả phạt đền. Tiền đạo người Na Uy thực hiện thành công cú sút 11m mở tỷ số. Sau bàn thua đầu tiên, hàng thủ Chelsea vẫn chưa hết chủ quan. Phút 5, hậu vệ Chelsea chuyển sai ngay ở gần vòng cấm địa. Haaland cướp bóng rồi lao xuống dứt điểm gọn gàng hạ gục Sanchez nâng tỷ số lên 2-0. Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Manchester City chơi nhỉnh hơn Chelsea nhưng chưa có duyên ghi bàn thứ 3 dù tạo ra nhiều cơ hội. Chelsea có ít cơ hội ghi bàn trong hiệp 1, đáng chú ý nhất là tình huống ở phút 42, Fernandes đã sút bóng ra ngoài dù khung thành đã bỏ trống, thủ thành Ortega đã rời khỏi vòng cấm địa để phá bóng. Bước vào hiệp 2, Manchester City tăng tốc và ngay lập tức họ ghi bàn. Phút 55, Bob nhận bóng ở bên phải, anh xâm nhập vòng cấm địa rồi dứt điểm vào góc gần khiến Sanchez đứng im. Một pha xử lý nhanh và dứt điểm dấu chân của tiền đạo trẻ bên phía Manchester City đã mang về bàn thắng thứ 3. Chỉ một phút sau bàn thắng thứ 3, Manchester City đã có bàn thắng thứ 4. Haaland nhận bóng ở đầu vòng cấm địa, anh lao xuống và dứt điểm gọn gàng hạ gục Sanchez, nâng tỷ số lên 4-0. Sau 4 bàn thua, Chelsea mới có chút ít bừng tỉnh. Phút 58, Madueke lên bóng mạnh mẽ ở bên cánh phải. Anh kiến tạo cho Sterling dứt điểm từ trung tâm vòng cấm địa đưa bóng vào lưới, rút ngắn tỷ số xuống 1-4. Manchester City khá đen đủi khi không thể ghi bàn thứ 5, bởi trong khoảng thời gian tiếp theo đội bóng của Guardiola vẫn áp đảo toàn diện và họ có một lần đưa bóng dội cột dọc bật ra. Mãi tới phút 89, Chelsea mới có bàn thứ 2. Trong một tình huống phản công nhanh, Madueke đã lao lên bên phải và xâm nhập vòng cấm địa, dứt điểm hạ gục Ortega rút ngắn tỷ số xuống 2-4. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Manchester City đã có chiến thắng ấn tượng 4-2 trước Chelsea trong trận giao hữu tại Ohio, Mỹ, rạng sáng nay 4 tháng 8. Haaland lập hat-trick ghi 3 bàn thắng trong trận đấu này. Manchester City đã áp đảo Chelsea từ đầu trận với lối chơi tấn công sắc bén và hiệu quả. Phút 2, Haaland mở tỷ số từ chấm phạt đền sau khi bị phạm lỗi trong vòng cấm địa. Tiền đạo người Na Uy tiếp tục ghi bàn ở phút 5, nâng tỷ số lên 2-0. Bước vào hiệp 2, Manchester City tiếp tục tấn công và ghi thêm 2 bàn thắng do công của Bob, phút 55, và Haaland, phút 56. Chelsea chỉ có 2 bàn thắng ở phút 58 và 83 do công của Sterling và Jackson. Trận đấu này là trận giao hữu cuối cùng của Manchester City trước khi trở lại Anh chuẩn bị cho siêu cúp gặp Manchester United vào ngày 10 tháng 8. Chelsea sẽ tiếp tục thi đấu giao hữu với Real Madrid 7/8 và Inter Milan 11 tháng 8.